Rồi, chào tất cả mọi người đã đến với video em nha. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho các bác xem là một bộ chiếu đôi. Cái bộ này thì nó là gỗ lim nha các bác, gỗ lim. Đó, thì hiện tại về cái bộ này nó có tổng kích thước 2 tấm nha. Thì mỗi tấm là nó rộng là 1 mét và nó dày là 15 phân và dài là 28 nha. Đó, là gộp lại 2 tấm thì nó thành là 2 mét, dày 15 và dài là 3 mét nha. Thì về cái dòng lim này á, nó là lim một can, nhưng mà cái dòng này thì nó là chất xanh đen các bác, chất xanh đen. Cái dòng chất đen này thì nó rất là cứng các bác ạ, này rất là cứng luôn. Đó, cái này thì hiện tại em đang quay mộc thô cho các bác này, đang quay mộc thô cho các bác xem thực tế nha. Tại vì hàng bên em bán thì đa số là em sẽ quay tổng quan hết về những cái phần mộc chi tiết hết cho các bác luôn. Đó, này, quay luôn cái đầu bên này rất đẹp luôn. Về cái bộ này thì nói chung thì vân thì nó cũng bình thường nha, nhưng mà về cái độ liền lạc của nó thì nó gần như là 100% rồi, không có gì phải nói chung bằng cả nữa. Đó, thì cái dòng này thì nó rất là cứng, các bác có thể nhìn thấy bào này, bào nói chung là nó chỉ đi từng tí thôi, chứ nó không có được như những dòng của khác, cái bào đi nó rất là nhiều sứ gỗ đâu. Cái dòng lim này nó cứng hơn, nói chung là dòng lim đen nó cứng hơn cái lim vàng rất là nhiều nha các bác. Đó, các bác có thể nhìn thấy nè.